Xin kính chào quý anh chị và các bạn Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ ạ Trước mắt anh chị là cái dòng xe Kia Morning GT Line Thì trong video hôm nay thì em sẽ cập nhật cái giá xe mới nhất Của cái dòng Kia Morning GT Line X9 Ở cái thời điểm giữa tháng 9 này Để cho anh em cân đối được cái tài chính của mình Để lựa chọn các dòng xe cũng như là các phân khúc xe mà anh em Đang có nhu cầu tìm hiểu và mua ở cái thời điểm giữa tháng 9 này anh em nhé thì dòng Kia Morning thì hiện tại chỉ được phân phối và sẽ nhiều xe nhất cũng như là sắt sẵn xe cái dòng xe GT9 và X9 này để cho anh em mua ở cái thời điểm tháng 9 này. Còn các phiên bản khác ví dụ như là phiên bản Premium này, phiên bản Luxury này và phiên bản AT và phiên bản MT thì nó chưa có cái ngày dự kiến sản xuất nên là em sẽ không đề cập nhiều anh em nhé. Thì trong video hôm nay thì em sẽ tính giá lăn bánh cho anh em ở Hà Nội nhá Ở thành phố Hồ Chí Minh Các tỉnh áp thuế 12% và các tỉnh áp thuế 10% Và tính cho anh em, hỗ trợ cho anh em cái khoản vay tối đa 85% giá trị xe trong vòng 8 năm anh em nhá à, Thì dòng uh, GT9 và X9 này nó sẽ là có giá giống nhau anh em nhé, Nên là anh em có thể cân đối là lựa chọn các phiên bản nào mà anh em đang có nhu cầu tìm hiểu thôi anh em ạ thì cái bản uh, GTN X này này đang có giá liên biết là 449 triệu. Sau khi trừ các chương trình khuyến mại uh, và quà tặng thì để lăn bánh được ở khu vực Hà Nội nhá. Anh em cần chuẩn bị cho em vào khoảng 514 triệu. Trả góp thì đang là 143 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang là 502 triệu. Trả góp thì đang là 131 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 12% thì hiện tại đang vào khoảng 492 triệu. Trả góp thì đang là 121 triệu. Còn lăn bánh ở các tỉnh áp thuế 10% thì hiện tại đang là 484 triệu. Trả góp thì đang là 113 triệu. Đó. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhá, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy thì anh em vui lòng qua điện cho em thì lúc đó em sẽ chia sẻ với anh em một cách chi tiết hơn cụ thể hơn và sẽ là cạnh tranh hơn anh em nhé những cái khoản mà em tính vào cho anh em nhé là bao gồm tiền thuế trước bạ này tiền biển số đăng ký đăng kiểm phí đường bộ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và cái chi phí này thì anh em tự đi đăng ký còn anh em nào mà muốn đăng ký chọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé đó còn anh em nào mà mua qua trả góp thì cộng thêm cho em cái tiền bảo hiểm thân vỏ vì nó là bắt buộc anh em ạ em là người trực tiếp đứng bán và hỗ trợ cho anh em một cách tốt nhất tại khu vực Hà Nội nhá. Còn anh em ở các tỉnh ấy thì hãy tham xem kênh của em cũng như là tham khảo và để áp dụng vào từng cái địa phương mà anh em sinh sống anh em nhá. Vì có thể các chương trình ưu đãi khuyến mại từng thời điểm và cái từng nơi có thể khác nhau. Nên là anh em có thể gọi điện trực tiếp tại showroom gần địa phương nhà mình nhất anh em nhá. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho anh em cái giá xe của cái dòng GT9 và X 9 rồi. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy đăng ký kênh nhá vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em sẽ là kênh cập nhật giá xe, uh, cập nhật các chương trình ưu đãi khuyến mại về dòng xe Kia Morning cũng như là tất cả các phiên bản về uh, các dòng xe có trên thị trường đó anh em nhé em xin phép được dừng video tại đây ạ cảm ơn anh em đã xem video của em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ